Chào các bạn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem một cái video về cách thức mà có thể đo một cái lưu lượng nhiệt ở trong ga này, ở trong dầu này, vân vân này và nhiều chất khác. Thì chúng ta đo như thế nào thì chúng ta cùng xem cái video này nhé. Đây. Ở đây có cái phụ đề cho chúng ta để chúng ta xem này. Nếu mà đo khối lượng nhiệt trong công nghiệp ấy, được gọi là nhiệt phân tán hoặc là khối lượng nhiệt chìm, thì nó bao gồm rất nhiều cái công cụ đo lường tỷ lệ chất lỏng và chủ yếu là khí và dòng chảy thông qua đóng ống và ống nhiễm. Tính chất cơ bản là sự phân tán nhiệt, đo lượng nhiệt tiêu thụ. Và nhà khoa học Hawking năm 1914 là đã sáng tạo ra cái định luật truyền nhiệt mô tả và phổ biến sử dụng này. Sử dụng dây nóng đắm mình trong một cái chất lỏng và đo vận tốc hàng loạt cái dòng chảy. Và tuy nhiên đến năm 1960 và mãi đến năm 70 thì nhà cải cách tiến sĩ Olin này thì mới sáng lập ra và nhận thấy nhu cầu phát triển đo lượng khí trực tiếp rất là lớn, cho nên là tiến sĩ đã đi tiên phong trong công nghiệp thương mại hóa nó và sử dụng rộng rãi trong một loạt các công nghiệp ứng dụng điều khiển quá trình lây lan giữa các ngành trong toàn cầu. Và nó được ứng dụng đa dạng như là năng lượng sạch, phân phối khí đốt, khí nén, khí bùng phát, vân vân. Nhiều cơ sở vật chất và sản xuất chất bán dẫn, sụp khí, thải, khí thiên nhiên, ổ ghi và nồi hơi, carbon dioxide và nhiều chất lên men khí khác, nitơ, oxy và argon được làm sắt và thép. Và danh sách cứ tiếp tục dài mãi cho đến độ chính xác là 1%. Và chúng ta có thể chính xác được 0,5 giá trị đọc. Đo lưu lượng tiêu thụ nhiệt tiết kiệm hơn so với nhiều các công cụ khác và để vậy thì làm thế nào công việc mà tuyệt vời này chúng ta sẽ đo được lưu lượng của nó? Thì nó có cái đầu dò như sau, gồm có hai cái đầu dò, gồm đắm mình vào cái dòng chảy, nó được nhúng vào dòng chảy ấy. Thì một cảm biến nhiệt độ khí thực tế bên trong ống chảy và nó đo được cái vận tốc. Một bộ cảm biến gọi là dây nóng Vocolini sensor, như tên của nó gọi là phân tán nhiệt ấy. Máy lưu lượng sử dụng nhiệt để đo và lường cái dây này là dây nóng và nó liên tục phát ra một công suất điện. Dây còn lại là dây lạnh và nó đo sự chênh lệch giữa hai dây này là 50 độ C. Và ngay sau khi mà dòng chảy bắt đầu chảy ấy, thì vận tốc nước nóng nó bắt đầu nó kích hoạt, nhiệt được phân tán bởi cái dòng chảy nó đập vào cái đường dây nóng này từ góc bộ phân tử. Chúng ta có thể thấy tất cả mọi thứ đều được phóng to lên. Và nó luôn luôn nó đo sự chênh lệch giữa hai dây nóng và dây lạnh này. Vậy nên nên nhớ là nhiệt độ của nó là 50 độ C. Giữa hai ống đỏ là nóng và ống màu đen là lạnh. Đúng không? Và điều này nó xảy ra liên tục và không bao giờ dừng lại. Về bản chất thì đo lưu lượng nhiệt là đếm các phân tử chảy qua, đúng không? Sau đó là gói nó lại lưu lại.
chúng ta có thể tính được tỷ lệ công suất tăng lên, tỷ lệ năng lượng của nó. Quá trình gia nhiệt và để duy trì nhiệt độ ổn định, khác biệt giữa hai bộ cảm biến là một cái tỷ lệ hiệu ứng là mát, nó gây ra bởi cái phương tiện khí chảy qua của nó. Do đó nó cho phép đo trực tiếp tỷ lệ lưu lượng khí trong đường ống. Ta thấy là trong trường hợp này mà hình hiển thị nó là 33, nó vào vàng, đường chấm chấm là bộ cảm biến, là bằng đồng hồ thiết bị điện tử. Bây giờ chúng ta làm tăng lưu lượng khí lên vận tốc gấp 10 lần, tức là 330 chuẩn độ C, thì bạn có thể thấy nhiều hơn nữa phân tán nhiệt, đồng thời là đồng hồ đọc và tốc độ dòng chảy được tăng cao hơn. Cảm biến vận tốc để duy trì cái hàng số chênh lệch nhiệt độ được yêu cầu ra không đổi đấy. Ví dụ như là một khí nitơ chẳng hạn, thì phân tử nitơ thì nó có sự khác biệt chính xác là khá cao. Vì vậy điều này, mục đích của cái dụng cụ đo của chúng ta là để làm gì đấy. Thì mục đích của việc đo lưu lượng là chuyển một cái hiệu chuẩn chính xác từ một cái vị trí này sang một vị trí khác. Có một máy đo lưu lượng hiệu chỉnh được đặt ở một vị trí khác đấy, đảm bảo trong cái thiết bị này là nó là một cái vòng khí khép kín. Như chúng ta quan sát thấy, chúng ta sẽ thấy có hai cái đặt khác nhau đấy, chúng ta thấy không? Ok, và chúng ta kết thúc cái video này tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.